mà tức là sau khi mà nói chuyện với ảnh vài lần thì thấy anh này ảnh thật sự không có phải là cái người mà kỳ cục như vậy. Ảnh cũng rất là ga lăng, rất là dễ thương, hài hước nữa. Ảnh á là ảnh ngủ anh rất, ảnh rất là hay chảy ke ướt đẫm cái gối luôn. Xong ảnh sẽ lấy cái chỗ ướt đẫm đó ảnh để lên trên mặt mình. Ôi là mình thích nhất là như vậy. Giống như là mặc đồ đẹp đi chơi về lên thay đồ hở hang rồi mới ra tưới cây. Mặc cái đồ đẹp thì không chịu tưới đâu. Có vậy mới nào quá ta mua những cái bộ đồ ở nhà cho vợ mặc cho nó kính cổng cao tường đi. Dạ không chịu chú, con đi hội chợ con chỉ mấy bộ đồ bộ đẹp chứ đẹp không chịu. Mấy đồ bộ mà giống mẹ không mặc. Đồ mua chứ không mặc. Cũng thích mình rồi đó, cứ hỏi con là sao anh chưa tỏ tình em nữa, sao anh chưa tỏ tình em nữa. Sao lâu quá này cứ bắt em đợi hoài. Chắc không chịu quen. Ủa nhưng mà là ổng không có nói gì chứ hả nhà anh? Ổng cũng thế lắm, ổng cứ anh nghĩ là anh không có cơ hội luôn rồi. Giống như em là người duy nhất vậy đó, cứ nói vậy không à, không chịu tỏ tình. Có thể cởi cái cúc áo ra để cho có thể ngồi tự nhiên. Ấy à, cái nút ở dưới, nút dưới đó. Phản xạ rất tự nhiên, cởi cởi nút là coi như cởi áo đó. Ừ. Mời hai em giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Duy, con đang làm nhân viên văn phòng. Năm nay con được 30 tuổi và con kết hôn được 2 năm rồi. Con xin chào cô Hồng Vân và chào chú Quốc Thuận. Con tên là Ngô Hoàng Nhật Anh, năm nay con 27 tuổi. Con thì đang kinh doanh về lĩnh vực spa và thẩm mỹ. Hai con lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào và có ấn tượng gì về nhau? Ngày xưa thì tụi con làm chung khách sạn với nhau, làm bên cạnh nhà khách sạn. Con là vào sau thì vợ con là làm trước. Trong đó trong khách sạn là có bạn của con nữa. À. Bạn con là cũng là bạn của vợ con luôn. Ừ. Dạ. Cái ngày đầu tiên con đi làm á, cái trong cái bữa cơm á, vợ của con đi chung với bạn con xuống ăn cơm thì con mới nhìn, con mới thấy cái người này là lạ, nhìn thấy cũng cá tính, tóc ngắn nữa, người cũng mỏng mỉm, có da có thịt. Dạ đúng rồi, cái đó cũng là gu của con rất là thích. Nên là con cứ nhìn con cũng không có xác định là thích hay là yêu gì lúc đó hết á. Xong rồi cô này mới nói sao cái bạn của chị ấy nhìn em hoài, em ghét quá. Tức là cổ nói là cái ông này cũng ông nhìn tôi hoài vậy. Dạ đúng rồi, kiểu như là soi mói tôi hoài. Tức là con không có ấn tượng tốt lắm về Lê Duy. Dạ thật sự là không thích luôn chứ không phải không tốt à. Cái anh này anh rất là kỳ cục, tại vì trong giờ cơm mình ăn á, ảnh cứ nhìn mình hoài mà ảnh nhìn mình thật sự mình không biết là ảnh thích ảnh nhìn hay là ảnh soi mói ảnh nhìn, mình không biết mà nhìn chăm chăm mà nhìn hoài luôn cô chú. Nhìn mà ăn không được luôn. Dạ đúng rồi, nhìn mà mình cảm thấy mình rất là ngại luôn. Đúng luôn miệng gì đó. Nhìn mà ví dụ mà ai nhìn mình á, mình nhìn lại người ta sẽ né cánh mắt không? Ông này ông vẫn nhìn luôn. Nhìn mà gọi là nhìn thò lỏ đó đúng không? Con đúng gu của bạn mà. Dạ. Thành ra là coi như là thuận mắt vừa mắt là cứ nhìn ăn cơm dạ. Đó ngon. Ê, nhưng mà lúc đó là con đã có người yêu chưa? Dạ lúc đó con đang có bạn trai. Với lại anh này lúc đó anh ốm lắm. Thì cái gu của con không phải là ảnh, cái gu con là phải cao to bạn vỡ con thích như vậy á. Mà anh này anh vừa ốm mà anh còn vừa nhìn mình nữa, đâm ra mình không thích ảnh luôn. Sau bao lâu thì hai đứa để ý nhau? Sau cái bữa đó thì hai đứa có làm việc chung với nhau rồi làm quen với nhau. Có một hôm thì vợ con có việc bận ở gần nhà con, cái con mới gợi ý vợ con là để ngày mai anh chở em đi làm, tại vì làm chung khách sạn. Đồng ý không? Dạ từ chối. Dạ từ chối. Nhưng mà con có biết là vợ con lúc đó là có bạn trai không? Dạ biết, chỉ như là mình ga lăng mình giúp đỡ thôi à, chứ mình cũng không phải là mình chở để mình cua hay gì hết á. Mình con chưa có không ý định gì hết á. Thôi đừng dối lòng, có âm thầm có thương thầm ta thì mới chịu vậy chứ ở đâu ra rảnh đâu mà chở giùm rồi xong còn phải năn nỉ ha con ha. Con cứ nghĩ là chơi chung nhóm với nhau thôi. Anh muốn làm bạn, tại vì làm bạn. Vợ con cũng lúc cũng khó gần nên là con muốn kết. Nhưng mà cuối cùng là con từ chối không có leo lên xe đi. Dạ cuối cùng thì cũng đồng ý. Cũng đồng ý. Thì sáng hôm đó là con dậy sớm con đến chở thì vợ con cảm ơn quá trời luôn, rất là bất ngờ, kiểu như là anh em có nghĩ là tốt, con tốt quá. Sau cái hôm đó là con có cái sự thay đổi dạ, tình đúng cảm rồi. Với bạn này gì đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, tức là sau khi mà nói chuyện với ảnh vài lần thì thấy anh này ảnh thật sự không có phải là cái người mà kỳ cục như vậy. Ảnh cũng rất là ga lăng, rất là dễ thương, hài hước nữa. Rồi đến khi nào con chia tay với bồ con? Dạ cái lúc đó là con trục trặc tình cảm với lại bạn trai, xong rồi con mới chia tay với lại bạn trai con. Thì sau đó khoảng tầm 3 tháng là hai tụi con mới chính thức quen nhau. Thì trong 3 tháng đó là hai đứa tìm hiểu nhau. Lúc đó ảnh có nói với con là ảnh thương, ảnh thích con, nhưng mà ảnh không có nói ra, ảnh chỉ âm thầm làm bạn thôi. Từ lúc mà con chia tay bạn trai thì ảnh bắt đầu mới tấn công. Tức là sau cái thời điểm mà chở giùm một bữa đó thì bao lâu thì con chia tay bạn trai? Khoảng 1 tháng sau là con chia tay bạn như trai. Vậy là lâu dữ à, lâu. Tức là 1 tháng sau bạn này mới có cơ hội được gọi là thả thính. Dạ đúng rồi. Quá lâu. Lâu luôn á. Vậy là mình thừa thắng xông lên. Có lẽ là con là người chủ động để nhưng mà sau đó phải có cơ hội mới tỏ tình được chứ. Trong cái thời gian 3 tháng tìm hiểu nhau rồi đưa đi làm, qua chợ đi chơi rồi đó. Kiểu như là vợ con cũng thích mình rồi đó, cứ hỏi con là sao anh chưa tỏ tình em nữa, sao anh chưa tỏ tình em nữa, sao lâu quá rồi cứ bắt em đợi hoài. Nó không có chịu quen. Ủa nhưng mà là ổng không có nói gì chứ hả nhà anh? Ổng cũng thế vậy lắm, ổng cứ anh nghĩ là anh không có cơ hội luôn rồi, giống như em là người duy nhất vậy đó, cứ nói vậy không à, không chịu tỏ tình. Thì con là đâu có chịu quen đâu, phải tỏ tình rõ ràng đâu ra đó thì mình bắt đầu mình chính thức mình quen nhau. Và con không có gợi ý mà con nói thẳng luôn. Dạ đúng, đúng rồi, thì con nói ủa sao lâu vậy anh không chịu tỏ tình với em hết, em đợi lâu lắm rồi nha. Và con tỏ tình ở đâu? Ở Phan Thiết La Ghi. Đi chơi riêng. Dạ đúng rồi. Bãi biển luôn. Dạ đúng rồi.
có lý do gì mà ra Phan Thiết? Tại sao không đi Vũng Tàu cho nó gần gũi mà ra tới Phan Thiết dữ vậy? Tại vì hai đứa hẹn đi chơi với nhau rồi, con sẵn dịp con tính trong đầu là sẵn ra đó tỏ tình luôn. Tức là đi ra Phan Thiết chơi rồi sẵn tỏ tình luôn đúng không? Ra Phan Thiết á là tại vì tụi con chọn một cái homestay nó rất là vắng vẻ, tức là đi theo cái dạng nghỉ dưỡng á, cái chỗ đó nó cũng không có wifi, không có gì hết. Rồi tỏ tình bên bãi biển? Dạ không, tỏ tình lúc vợ con đang ngủ. Là con không biết gì hết trơn luôn á. Mà ngủ mà ngủ riêng hay là sao? Ngủ chung phòng. Bữa đó là buổi sáng thì đi chơi, chở vợ đi chơi cả ngày luôn, đi ngang cái chợ. Lúc đó là vắng lắm chú, thì con chở vợ con địa xem có bán hoa hay bán gì không. Thì tối mình âm mưu mình tỏ tình, cái con địa thấy có một tiệm bánh kem, rồi đi chơi cả ngày, xong chiều về con cứ hối vợ về lẹ em ơi, về lẹ. Vợ con cứ hối chưa mà em chụp hình chưa xong mà cứ về sớm vậy. Chưa đã. Dạ đúng rồi, mà 6 giờ chiều rồi, tại vì ở ngoài đó thì 6 giờ chiều là đã bắt đầu sụp tối rồi chú. Biển nó sụp tối nhanh lắm. Dạ đúng rồi, sợ tiệm bánh đóng cửa. Đóng cửa. Dạ đúng rồi. Về con thấy người ta đang dọn dẹp rồi, chạy về cũng nửa tiếng đồng hồ mới về tới chỗ homestay để ở. Con chở vợ về xong cái nói thôi em vô tắm rửa ngủ đi, anh đi ra đây anh sửa xe anh mua đồ xíu. Đó. Rồi cuối cùng ra tiệm có đóng cửa không? Dạ không, con chạy ra, con chạy vào, con mua cái đặt cái lấy cái bánh kem liền. Rồi tiếp tục. Cái con kêu người ta viết chữ lên. Viết cái gì? Viết chữ con quên mất chữ. Anh yêu em. Ghi tên của con xong rồi ở dưới là ghi anh yêu em. Con quên cái chữ là tại vì con gây lộn với lại cái người bán. Trời ơi, gây cấn quá vậy. Bánh kem em tỏ tình mà sao chị biết cái chữ xấu quá vậy? Chị biết cái tên vợ em mà em nhìn không ra luôn. Trời ơi, chị ơi, chị làm để chết em rồi. Cái xong cái người ta cũng quýu á, run á, cái ta bôi. Trời ơi, cái đồ tao quẹt quá. Dạ đúng rồi. Lỡ tay quậy cái bánh kem. Dạ đúng rồi. Trời ơi, có đó thôi, chị viết lại giùm em rồi em đem về. Cuối cùng cái bánh kem là nó cũng có chữ. Dạ đúng rồi, nhưng mà rất là xấu. Về tới cái phòng thì là cô ấy đang ngủ rồi đúng không? Dạ đúng rồi, con gửi vào tủ lạnh ở ngoài rồi con vào tắm rửa xong rồi con mới ra lấy bánh kem ra, cái con vào con kêu vợ con dậy. Con rất là bất ngờ luôn, tại vì mình đang ngủ say cái mình giận ổng á, tại vì ổng nói anh đi công chuyện chút mà mình không biết ông đi đâu, cái mình giận mình kệ mình đi ngủ. Cái lúc mà ổng gọi dậy thấy cái bánh kem, đưa cái bánh kem ngay trước mặt luôn, kiểu mình hết hồn mà mình bất ngờ, kiểu như là mắt chữ A mà mồm chữ O á. Em mới tỏ tình thì ảnh mới nói cái câu là xin lỗi vì đã để em đợi lâu, làm bạn gái anh nhé, anh yêu em. Con vui quá luôn, con đồng ý luôn. Con còn một cái món quà trong cái ba lô con chuẩn bị sẵn là một chai nước hoa nhỏ. Trong cái lúc làm việc trong công ty á thì vợ con cứ nói là thích cái chai nước hoa đó, cứ nói vu vơ vậy thôi. Con nghe được, con tìm con mua tặng chai nước hoa mình thích luôn. Sau khoảng 3 tháng thì hai đứa chính thức yêu nhau. Dạ. Trong quá trình yêu nhau thì có cái chuyện gì vui không? Dạ có một lần, cái này là kỷ niệm mà con quyết định chọn ảnh làm chồng luôn á. Có nghĩa là hôm đó ảnh chở con đi dạo chơi, đi ngang qua ngã tư Bảy Hiền, bên tay phải là nó có một cái shop thời trang, nó một con mai nó cánh nó bận cái áo rất là dễ thương. Thì con đi ngang con nói là cái áo này dễ thương quá à anh. Tức là mình vu vơ thôi chứ không có ý gì chân, tính con thì vô tư. Chỉ cho anh xem mà ảnh thì ảnh đang lái xe như vậy nè. Thì anh xem vậy mà cái xe thì quẹo qua bên đây, tức là cũng không có xem được nhiều. Hơn một tháng sau là đến sinh nhật của con, ảnh tặng cho con bánh kem với lại ảnh tặng cái áo đó. Mà lúc mà ảnh tặng cái áo đó là con không nhớ nữa, con cũng ngờ ngợ, con thấy ủa sao cái áo này quen quá. Thì ảnh mới kể lại là ảnh đi vào trong cái shop thời trang á, ảnh tìm cái áo đó mà bản thân ảnh cũng không hề nhớ cái mẫu áo đó nó như thế nào. Cô chú biết á là shop thời trang á là một tháng là người ta bỏ mẫu hết rồi, người ta cất hết trơn rồi. Ảnh tìm tung cái shop thời trang luôn mà mặc dù mẫu thì không nhớ nha, bắt người nhân viên đi tìm cho bằng được cái áo đó, cuối cùng về tặng con. Là đúng thật, cái áo đó là con thích luôn á. Xúc động đúng không? Dạ đúng rồi. Ý là anh này ảnh rất là tinh tế và sâu sắc luôn. Mặc dù là mình chỉ nói bâng quơ thôi nhưng mà ảnh để tâm và ảnh sẽ làm cái điều đó cho mình á, nên con quyết định là con sẽ cho anh làm chồng. Tới bây giờ ảnh vẫn như vậy luôn á. Ví dụ như nằm thấy vợ lướt coi hàng hóa này kia hay là mỹ phẩm hay nước hoa này kia, son phấn của con là ảnh cũng mua luôn. Ví dụ như thấy vợ mua cái son đó, cái màu đó đúng không, thì ảnh sẽ lựa cái màu nó tương tự như vậy, ảnh tự mua, ảnh tự tặng luôn. Chúc mừng các con. Giống như Tuấn Anh dễ sợ luôn, riết mà cô không dám ước luôn. Chị cứ ngồi chị bưng quơ, chị nói là y như rằng mai hoặc mốt, chậm nhất là ngày mốt là có luôn. Thấy không, đó là những người đàn ông thiệt. Dạ đúng rồi, y chang vậy luôn đó. Ngày nọ đó bà dân bà ước, trời ơi nhìn cái con heo mà con heo uổng ỉn á, dễ thương quá anh ơi. Trời ơi nhìn cái hình uổng ỉn nó đi một đàn vậy đó. Một tuần lễ sau chị có nguyên một con heo rừng nhỏ đó em về nuôi. Mà cái nhà của mình thì nó đâu phải có vườn tược đâu, nó là nhà ống thôi mà. Trời ơi nuôi xong con có biết không, đến khi nó lớn phải thảy nó đi chỗ khác á, mà một tháng sau chưa hết mùi thúi đó. Không dám ướt, sau vụ con heo là không dám ướt luôn á. Nãy giờ kể quá nhiều như vậy, chắc có lẽ là người đàn ông này từ khi mà trở thành chồng của mình đâu có những cái tật xấu gì đâu đúng không? Có chứ, có rất nhiều. Nhìn bề ngoài á là khôi ngô tuấn tú lịch lãm vậy chứ thực ra lúc mà cưới nhau về có rất là nhiều tật xấu phát sinh. Ví dụ như bây giờ hiện tại có hai cái tật xấu lớn nhất mà mình cảm thấy mình quan ngại nhất luôn, là thứ nhất là ảnh xì hơi mọi lúc mọi nơi. Những người đó là những người rất tốt bụng,
Dạ. Tại vì cái đường ruột cũng tốt lắm. Dạ, mà xì hơi có tiếng á. Cái đó là tốt lắm á. Dạ không? Ừ. Ngày nào cũng rất là nhiều, tần suất rất là nhiều. Mình thì mình ngại á, cho nên cái mình mỗi lần mình nghe tí tiếng xì hơi là mình sẽ tự động mình nín thở. Cho đến khi nào mà mình cảm giác an toàn là mình cảm thấy à chắc là không có mùi nữa thì mình sẽ thở. Nhưng mà thực chất ra là anh này anh xì hơi không có mùi. Nhưng mà cái đó không có xếp vào tật xấu, cái đó là trời cho cái nhuận trường đó. Dạ, ai cũng nói trời cho. Nhưng mà Duy ơi cũng phải kỹ lưỡng chút xíu. Anh cố tình làm dạ, như vậy mà luôn. Mà con tại vì vợ con thấy vợ con ghét nên con cố tình. Đó, chúng rồi. Con vợ. Những lúc vợ con ngủ là con quay thẳng vô người vợ con luôn. Có khi nào mà đang ngủ cái đầu cái là nghe một cái âm thanh kỳ diệu xong giật mình thức giấc không? Dạ đang ngủ thì không nghe cái đó, nhưng mà đang ngủ thì nó có cái khác. Ảnh á là ảnh ngủ anh rất là hay chảy ke ướt đẫm cái gối luôn. Xong ảnh sẽ lấy cái chỗ ướt đẫm đó ảnh để lên trên mặt mình. Ôi là mình thức giấc là như vì vậy. Xì hơi á là không có phải là xếp vào tật xấu. Nhưng mà cái mà quay cái xì hơi đó vô người là tật xấu. Là tật xấu. Đúng rồi, dạ, cố tình cho vợ. Thêm cái vụ mà chảy ke nữa mà úp cái gối vô mặt vợ nữa. Thường xuyên luôn. Cái đó là chủ động rồi. Cái đó gọi là tật xấu. Dạ. Nhưng mà mỗi lần vậy vui không? Dạ vui chú. Vợ mỗi lần vậy vợ chửi khoái lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Hai vợ chồng là ngay với nhau lắm chú. Vợ con mà ghét cái gì là con hay làm ngược lại lắm. Rất là ghét đổ rác. Đi chơi là con chở ngang qua cái bồ rác. Cái chỗ mà đứng lại người ta hay đổ rác. Hoặc là chạy ngang mà mấy cái xe rác ngoài đường xe lớn của thành phố á chú. Là con đứng lại con bấm điện thoại. Sao mà cái tật xấu con biến thái quá vậy? Biến thái lắm. Dạ, nhà là cái nhiệm vụ của ảnh là sẽ đổ rác. Thì mỗi lần mà ảnh xách cái thùng rác đi đổ rác là ảnh sẽ xách đi ngang qua người mà ảnh xách ngay cái mặt mình vậy nè. Trời ơi. Ảnh đi vậy nè đó. Ở dơ vậy không? À ảnh thì cũng không có được liệt vào ở dơ đâu, ảnh cũng gọn gàng kỹ tính lắm. Có điều thì ảnh ít tắm thôi à. Một ngày tắm mấy lần? À đôi khi hai ngày tắm một lần. Mà người có hôi không? Dạ không hôi rất. À vậy thì cũng sao? Dạ. Như vậy mùa lạnh này chắc một 3 ngày còn tắm một lần đúng không Duy? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ tới con đó Duy. Vợ con có những tật xấu gì? Vợ con thì xấu ăn lắm chú. Bình thường á nhây với con hoài. Lúc mà đói bụng hay gì đó con nhây lại thì bắt đầu là cọc với con. Xấu tính đói. Mỗi lần mà tới giờ ăn mà không được ăn là tay run hết trơn đúng không? Dạ. Rồi xấu ngủ. Vợ con lên thường là lên lầu trước thì con ở dưới là con dọn dẹp xong con mới lên. Thì lên là thấy nằm hết giường luôn. Mền á thì cuốn hết đi ngủ luôn. Tối á con canh vợ con lạnh con quay thẳng quạt vào vợ con mà mở máy lạnh là chĩa thẳng vào vợ con luôn. Xong con lấy cái mền á con dành con đắp cho vợ con lạnh. Biến thái. Thêm một lại thêm cái kiểu như là con cái kiểu như là con trả thù á chú. Dạ đúng, đúng rồi. Mà ngủ thì lúc nào cũng gác con đó. Mà sáng con nói thì là cãi lại nên là con hay chụp hình lại lắm, nằm lớn giường này chụp hình nè, lấy mền nè chụp hình nè. Nhưng mà con có đưa cho bà coi không? Dạ có. Coi rồi bà còn cãi không? Dạ không, là lúc đó chỉ biết cười thôi. Cắm hậu luôn. Dạ đúng, đúng rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa nè Duy? Ở nhà là hay mặc đồ hở hang ra ngoài tưới cây. Con nói em làm gì mặc đồ hở hang quá à? Để người ta nhìn. Cái vợ nói đâu có ai đâu, đâu có ai đâu, lúc nào vậy? Xong cái con ra con đứng con canh mà có người đi nghe là con nói nè có người nè. Giống như là mặc đồ đẹp đi chơi về lên thay đồ hở hang rồi mới ra tưới cây. Mặc cái đồ đẹp thì không chịu tưới đâu. Có vậy bữa nào quá tao mua những cái bộ đồ ở nhà cho vợ mặc cho nó kính cổng cao tường đi. Dạ không chịu chú, con đi hội chợ con chỉ mấy bộ đồ bộ đẹp quá chị đẹp cũng không chịu. Mấy đồ bộ mà giống mẹ không mặc đó. Rồi mua cho con mặc mấy cái bộ đồ mà tay dài quần dài. Nhưng mà con đâu mặc đồ hở hang gì đâu, con mặc đồ của ổng mà. Ở nhà con lấy đồ của ổng mặc không à? Mà áo bà lỗ được hả? Dạ đúng rồi. Đông rộng. Đi mua đồ cặp với nhau hai đứa mỗi đứa một cái áo. Về lấy áo con mặc. Áo của mình thì có cất mặc đi chơi, còn áo con lấy áo con mặc ở nhà. Là cuối cùng là đồ con cũ mà đồ của mới. Dạ đúng rồi. Tính toán nó tính toán cho mang bận. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Cái tật đó là thực ra là dễ thương đó. Hai đứa đều có những cái mà tật xấu biến thái á. Ủa hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa mới giỡn hết với nhau kiểu đó được. Dạ. Thôi tranh thủ cứ giỡn hết đi. Cho đã đi. Dạ. Để khi có em bé mình tập trung mình lo cho em bé. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Con cũng không mong muốn thay đổi gì lớn lao hết. Tại vì vợ con là có cái tính là làm việc nhà hay là công việc gì đó thì làm rất là chăm chỉ, siêng năng, làm nhanh lắm, cái gì cũng làm nhanh hết. Nấu cơm mà chừng có 15 phút nửa tiếng là đã xong một bữa cơm rồi, đầy đủ món luôn. Rồi bày bừa ra, bày chén rồi rất là nhiều. Con nhìn thấy con quải luôn, bể chén rồi lum lá đó chú. Làm nhanh lắm. Nhưng mà hay đổ vỡ. Dạ đúng rồi, con muốn vợ con cẩn thận lại. Chậm mà chắc đúng không? Dạ, đúng bây rồi. Giờ nó em ơi chậm mà chắc cái mong muốn đó cũng không? Dạ dạ cũng hiểu. Dạ được. Tại vì con đi làm, vợ con ở nhà làm, ngày nào con đi làm là cũng chụp hình cho con coi. Tay thì đứt tay, chảy máu rồi đá chân thì đá vô cái đó, mạnh bạo đó. Dạ đúng rồi. Cái tường nhà cô là dù có cái lối đi mà đi đá vô cái tường, thức móng chân rồi. Mạnh bạo mạnh bạo. Nấu cơm thì đứt tay. Phải tập nhẹ nhàng xây đắm đi. Hậu đậu. Nhưng mà làm rất là giỏi là nấu ăn rất là ngon. Rồi cố gắng. Con mong muốn Lê Duy thay đổi điều gì? Dạ thực ra là cái điều con mong muốn nó cũng nhỏ xíu thôi là. Buổi tối á, lúc mà hai vợ chồng chuẩn bị ngủ á, thì con thường hay ngủ trước. Ảnh thì ảnh hay ngủ trễ thì những cái lúc mà ảnh chưa ngủ ảnh xem điện thoại, ảnh coi livestream hay là ảnh coi đá banh hay là phim thì kia, ảnh mở nhỏ volume xíu, ảnh mở rất là lớn. Ví dụ như coi đá banh á, nhiều khi đêm á đá banh 2-3 giờ mà vô cái ảnh mừng quá ảnh vô cái bắt đầu cái mình giật bắn người lên đó. Là mong muốn ảnh thay đổi cái đó thôi. Nếu mà con đồng ý thì mốt coi đá banh rồi đó kêu Duy ra phòng khách coi nằm kế vợ coi vậy á cô. Thì đó thì bây giờ là phải có nghĩa là
muốn cái này thì phải đi xin cái kia. Dạ đúng rồi. Phải thỏa thuận với nhau. Dạ đúng rồi. Thỏa thuận đó. Chứ vừa muốn làm cái vợ mà vừa muốn hả? Có tay. Sớm muộn gì con cũng phải làm điều đó thôi. Con biết tại sao mai mốt mà có em bé đó thì làm sao mà con có thể tồn tại được ở trong cái phòng đó. Đúng không? Con mà vô một cái ra là nó thích mà khóc. Nó con khỏi coi. Nó khóc là trời đó coi con nít mà nó thói quen khóc đêm là chết luôn. Dạ. Mỗi người sẽ có thể thay đổi để cho người kia sẽ hài lòng nha. Dạ. Rồi cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Dạ. Dạ em tên là Tuấn Huy, năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em là thợ may và bán hàng. Dạ. Còn em? Dạ em là Phi Yến, năm nay em 23 tuổi, nghề nghiệp là kế toán. Thì hai bạn gặp nhau khi nào? Cách đây 10 năm, lúc đó em mới học lớp 6 à. Nhà em thì nuôi rất là nhiều cá sim, cá đá. Cái tự nhiên anh này qua nhà em là bắt cá không có anh em nhà mà em thấy người lạ thì em đuổi về. Tại vì hai thằng bạn ngồi kế chung nhau, thằng này nó nuôi cá mình cũng đam mê về cá. Kia nó nói chứ em mày qua tao bắt cá đi, bữa đó tao không có nhà, mày cứ qua đi, cứ bắt thoải mái không sao hết trơn á. Cứ mình qua cứ gặp em gái là cô gái này. Cái tự nhiên la, không làm gì á, không làm bắt cá anh tôi đó. Rồi đuổi về, quê đi về. Rồi cái ngày sau cũng nói vậy nữa, cái hôm qua quá nữa hả? Bây giờ cứ một cái nữa. Rồi về nữa. Nhưng mà nè, đuổi như vậy á, chắc chắn là phải ấn tượng đúng không? Ấn tượng chứ. Mới lớp 6 không như ông nhất à. Dữ, ốm. Nhưng mà... Đó là vậy thì chưa? Dạ chưa. Đó, bởi vậy hèn gì. Ở gì là rất là ngây thơ, rất là ngây ngô hả? Rồi lúc đó ấn tượng là bị chửi suốt, chắc ghét cô này đúng không? Cũng ghét qua thấy mặt là không muốn vô rồi. Nhưng mà sau bao lâu thì mới có cảm tình với cô này? Thì học 12 xong cái bạn bè mới đứa nơi. Ông bạn thân mà ngồi kế bên em á, sau này cái cũng qua nhờ mua điện thoại giùm cho nhỏ em, là vợ em bây giờ đó. Mình đi mua giùm thôi, mình đâu có lời lãi. Xong cái thời gian thầy hư hoài, mình sửa hoài, không có tốn công rồi còn mất công nữa, cũng bực. Lúc đó thì cũng như bắt thền đó phải không? Dạ không phải bắt đền. Anh em nói với em là có anh bạn này nè, rành điện thoại lắm, nhờ mua điện thoại giùm. Em nói là sao không mua ở ngoài tiệm cho chắc, mua ngoài chi mất công qua tay nữa. Cái anh em nói thôi yên tâm đi, mua ở ngoài thì bảo hành được có lần hai lần, còn thằng này nó bảo hành cho mày suốt đời luôn. Cứ điện thoại hư thì cứ kêu nó là nó bảo hành. Em nói vậy. Nhưng mà vậy nè, có nghĩa là khi mà em nhờ cái anh này mua điện thoại cho em á, là lúc đó em có nhớ ra là anh đã từng bắt cá nhà em không? Nhưng mà nhiều năm thì thay đổi nhiều lắm, em cũng thay đổi tư tưởng rồi, ảnh cũng giờ anh lớn là anh bớt nhắc lại. Vậy có phải vì cái hành động mà anh này anh bảo hành giùm cho em cái điện thoại đó mà em có cảm tình với anh không? Không, không phải vậy. Lúc đó anh cũng có người yêu rồi. Em cũng có người yêu rồi luôn. Hai người đều có người yêu hết. Một thời gian sau thì nhà em mua máy may. Nhà anh lại kinh doanh xưởng may. Anh rất là rành sửa máy móc. Máy máy nhà em lại hư tiếp. Anh qua anh sửa hoài. Thì hai anh em nói chuyện rồi có khi tối thì cùng nhau trò chuyện rồi chở nhau đi ăn uống đi chơi đi đó. Rồi từ từ hai anh em đồng cảm riết quen nhau. Riết cái hả? Riết tức là năm mười mấy. Ý thì chính thức là yêu ảnh 19, 20. Mà lý do sao em thích cô này? Vì hồi xưa thì nhìn như con nít sau này thì đầu chỗ mã là thấy cũng hơi dễ thương, cũng để ý. Thương vậy thì phải tỏ tình. Thời gian mà qua sửa máy may này nọ, mình cũng có cái chiêu của mình chứ. Thay vì sửa một lần được rồi, mình sửa mình xí góc lỏng lỏng lại xíu cho nó hư nữa, qua sửa nữa. Thì qua gặp hoài vậy, chỉ là qua để gặp, không qua để sửa. Rồi sau khi hai bạn yêu nhau, cái máy may đó còn xài được, con mày hư luôn. Dạ giờ nó vẫn xài tốt. Nó vẫn vậy cô. Tội nghiệp ba mẹ quá, tốn tiền mua máy may để người ta tỏ tình với nhau bằng cái máy may. Lúc mà tụi em quen nhau thì gần Tết á, tối đó là ngày lễ tình yêu luôn. Mới nhắn tin hỏi ảnh là cuối năm mà anh có gì nói với em không? Cái ảnh giải thích vòng vòng, anh nói lung tung rất là nhiều lời. Sau đó anh nói là chia tay. Cái gì vậy? Trời ơi, không có phải cái đó là chiêu không? Không phải chiêu đó. Lý do? Tại vì lúc đó em cũng còn hơi tham, đang quen người bạn gái cũ. À. Rồi cũng đang có ý định với cô này, nên cũng đang quen lần hai người. Vì nuôi cá là quá đúng rồi, bắt cá. Bắt cá hay. Đến cái ngày Tết, cô nào cũng có những đi chơi hết. Mình vừa cũng đang phân vân, mình chia tay hết hai cô đi. Rồi mình bắt đầu mình suy nghĩ là ai gọi lại quay. Tức là đo lại cảm xúc của mình đó phải không? Dạ, giống như là rồi mình... em đo cái cảm xúc đó trong bao lâu? Chừng tuần. Sau đó quyết định là quay lại với cô này. Nói sao? Hôm lúc đó cũng chưa có nói gì trơn. Cái cô này có học tiếng Anh á. Buổi tối á, em thì đứng trước trường cầm bó bông rồi chờ con này ra mới gọi lại cho cậu có thấy rồi chạy luôn. Rồi thấy em mà có chạy luôn. Lần thứ hai, lần thứ hai cũng vậy. Ủa sao kỳ vậy? Dạ lúc này là em còn giận, tự nhiên lại tình yêu mình không có nhận được quà hay cái gì lời chúc tốt đẹp từ cái người yêu của mình, mà ngược lại mình lại nhận được cái lời chia tay. Cái em nghĩ lần thứ ba người ta nói là quá tam ba lần rồi mình không nhận lời nữa, mất công không giận đi thiệt. Bữa đó em cũng đồng ý rồi, ảnh cũng cầm hoa rồi làm cái hình bánh kem hình con rùa rất là dễ thương. Khi em cắt bánh ra thì có nhiều mảnh giấy trong đó, thì quay trở lại với anh này nọ, em thấy cảm động thì em đồng ý quay trở lại. Coi như là quen thì quen từ hồi lúc mà còn là một cô bé chưa dậy thì, xong rồi đến lớn bắt đầu yêu, mà trong quá trình đó là chia tay ba lần. Dạ, rồi quay lại nhau ba lần.
Dạ. Đó. Trong ba cái lần chia tay đó thì cái ấn tượng nào mà để không thể quên được trong ba cái lần đó? Hôm đó em bị bệnh nặng, cái ảnh qua thăm em. Tự nhiên em đang ngồi lại đọc tin nhắn là nghe em muốn khóc mà anh muốn khóc theo. Xong rồi em mới nói, em giận quá, em nói ủa tại sao vậy, đang ngồi kế mình đây mình đâu có khóc gì đâu, mình đang bệnh mà mình không khóc mà tại sao mà ổng nói vậy. Tại em nghĩ là thế nào ổng cũng đã nhắn tin với ai đó rồi. Em giận lên em hỏi, điều tra ra được là anh nhắn tin người yêu cũ, thế là em đuổi về. Cái lần đó là lần thứ mấy? Dạ lần thứ ba đó, lần sau là xin lỗi dữ dằn là lần thứ ba đó. Đó là vẫn còn chưa bỏ con cá kia nữa hả? Bỏ rồi. Bây giờ gọi điện thoại khóc lóc lum la. Cái tin nhắn cuối cùng ai nhờ bị xui quá, nhắn mà nhắn lộn số nữa. Chắc có lẽ là năn nỉ ỉ ôi xin lỗi dữ dằn lắm nè phải không? Dạ. Sau đó có cưới liền không? Dạ không, sau đó em cho ảnh là một năm. Nếu mà ảnh còn như vậy nữa là coi như là kết hôn. Vậy thì sau khi kết hôn hai bạn có những cái gì hòa vỡ về nhau không? Lúc kết hôn xong rồi em mới biết là ảnh có tật là nói nhanh, nói nhiều và rất là lười tắm nữa. Hả? Lười tắm nữa hả? Lười tắm rồi em nhắc hoài luôn cũng không tắm. Ủa nhưng mà cái lúc trước khi cưới yêu nhau đó, lười tắm thì bạn phải phát hiện chứ. Dạ không, lúc đó thì thấy thơm tho lắm, ngồi sau chở xe mà thấy mùi mùi dầu thơm rất là thơm. À, thì ra mình phải có nguyên nhân rồi mới có cái kết quả là lười tắm. Bên nhà em thì làm giải, làm từ sáng đến chiều xong mệt quá nằm nghỉ xíu, nghỉ xong cái ngủ luôn, sáng mai về làm tiếp, cái đến chiều lại về nữa, mai về nữa, cái mốt thì lường vào là 2-3 ngày đi, mình lười tắm mình dơ xịt hơn cho nó thơm. Trời ơi. Rồi bây giờ còn lười tắm không em? Lúc đầu em cũng gào thét, em cũng khóc lóc hoài, sao mà tại sao không bỏ được tật đó. Giờ em có chiêu rồi, em nói là bây giờ anh không tắm thì anh tối anh cứ qua phòng kế bên anh ngủ, giao kèo vậy bữa nào thơm mới được vô phòng. Còn à, thôi ra ngoài. Dạ. Vậy cho anh hỏi là nghĩa là sau khi cái giao kèo đó rồi là em ra ngoài ngủ nhiều hay là em tắm nhiều? Sau giao kèo đó là siêng năng lên hẳn. À, không dám mà giống như trước nữa. Ê, còn vợ em? Em bất ngờ với em điều gì? Hay cầu nhầu, nói mà chưa hết cầu qua chỗ khác. Còn em chỉ bất ngờ ở chồng em là ở chỗ lười tắm hả? Dạ không, vì sao em biết ông đầu tiên là thích cá mà bây giờ cưới em về là anh thích đi câu cá nữa. Nghĩa là cái mê cá là nó đeo đuổi anh từ thời ấu thơ. Thật ra cái thú vui đó cũng hay. Em có cấm đoán không? Dạ em không hề cấm đoán, như đi câu nói em ơi anh đi câu đâu đó rồi với ai đó rồi thôi là em sẽ cho đi thoải mái. Còn tự nhiên này ảnh muốn đi câu nhưng mà ảnh không nói ảnh đi câu, ảnh nói là em ơi anh qua nhà bạn anh phụ làm cái này phụ làm cái kia. Nhưng mà khi mà em phát hiện ra là đâu có phụ gì đâu, đáng lý là cái việc đó là chỉ trong vòng 1 tiếng hoặc là 2 tiếng là xong. Mà đằng này ảnh đi nguyên một ngày, em mới hỏi ảnh đâu có ảnh bà. Ảnh nói ảnh không có rõ lành mạch như người ta là em biết ảnh nói dối. Ủa mà tại sao em lại phải nói dối khi mà em đi câu? Tại vì cái tần suất đi của em hơi bị nhiều. À, nên phải nói là dối là kiếm cái cách đi. Có nghĩa là em vẫn cho em chồng em đi câu cá nhưng mà đi nhiều quá thì không thể nào mà chấp nhận được đúng không? Dạ đúng rồi. Cái bữa đó là anh trốn đi xong rồi em mới gọi điện cho vợ anh đó. Thì ra là mấy ông chồng rủ nhau nguyên một bên luôn, trốn vợ đi câu cá luôn. Thế là về là bà kia cũng nhận ông kia, em cũng về cũng nhận này. Vậy thì em muốn chồng em có sự thay đổi gì không? À, em muốn ảnh là làm việc gì cũng cẩn thận hơn và bớt lằng nhằng em. Cằn nhằn nữa phải không? Cằn nhằn em hoài luôn nhưng mà thật ra em đâu có lỗi gì đâu. Giống như giận cá chém hết vậy. Giận cá chịu cắn câu. Giận cái thớt nào phải băm cái thớt đó chứ mất mớ gì đúng không? Nhiều khi đi câu cá câu trúng lục bình con không câu được cá về cũng nhằn em. Ồ vậy đó. Có nghĩa là em chỉ muốn ông xã em là bớt cằn nhằn đi thôi. Còn em muốn vợ em thay đổi cái gì? Cũng muốn vợ em là cũng bớt cằn nhằn lại. Tại hai chồng cũng giống như là hay cũng qua nói lại rồi cũng lãi nhảy hoài như đó thôi. Em nghĩ cái chuyện mà mong muốn của họ rất là đơn giản không chị em? Thực ra vậy nè, nếu mà tụi em biến cái sự cằn nhằn đó thành một cái gọi là một cái tâm sự đó thì chị nghĩ rằng là tụi em sẽ có cái chất xúc tác trong tình yêu. Chứ thực ra em thử tưởng tượng trong gia đình á, vợ chồng về gặp nhau không nói tiếng nào, về như hai cái bóng vậy. Mạnh chuyện người nào người đó làm cũng ghê lắm. Nguy hiểm lắm á. Cũng ghê lắm. Phải có người nói, phải có người nghe. Đó, bây giờ á, đi làm về đi, ăn uống xong xuôi, dụ con ngủ đi. Thay vì cằn nhằn nhau á, bỏ chừng 10 phút thôi. Tâm sự. Nói qua nói lại tâm sự. Sao em đi làm mệt lắm cưng? Dù vậy anh làm đi câu cá được mấy con? Ví dụ vậy đó. Phải vui hơn không? Dạ. Được không? Được không? Được không? Dạ được. Được chứ sao không được nha. Xin cảm ơn hai em. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và chào toàn thể quý vị đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Em tên là Lê Thanh Minh, nghề nghiệp là giám đốc công ty và MC. Dạ. Như vậy gì là giỏng giạc chứ sợ đó luôn á. Như vậy là chắc chắn là công ty là tổ chức sự kiện. Dạ, nè, đúng không? Dạ. Mà em có thể nói chút xíu về công ty của em đi. Dạ, công ty của em là chuyên cung cấp âm thanh cho mấy cái event khai trương rồi. Dạ. Là ở đâu em?
Dạ ở Bình Dương ạ. Em ở Bình Dương. Có như tiệc tùng là ổng cung cấp hết. Trời ơi, thành phố Bình Dương bây giờ rộng lớn mà hạ tầng cơ sở là số 1 luôn. Chị mới xuống Bình Dương, chị mới xuống 2-3 bữa trước. Ở đây thôi, một cái khoảng mà diện tích không bao nhiêu mà có tới 3 cư dân của 3 thành phố khác nhau luôn. Quá dữ luôn. Thành phố Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, thành phố Ukraine. Đó, Ukraine. Cư dân Ukraine nhưng mà sống tại thành phố Thủ Đức. Dạ. Thảo Minh ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi Minh? Dạ em 37 tuổi à. Nè, tổ chức sự kiện xong không có MC là ổng nhào lên làm MC luôn. Dạ đúng ạ. Em bao hết luôn. Bao sân luôn. Dạ. Chà, như vậy chắc cô gái này chắc phải xuất thân là một ca sĩ hoặc là diễn viên người mẫu gì đây nè. Mời em giới thiệu cho mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, năm nay 28 tuổi. Sống và làm việc tại Bình Dương. Em là cô giáo mầm non. À, cô giáo mầm non. Dạ. Đoán không? Hả? Đoán hả? À, chắc lẽ là cái bên mầm nọ, trường mầm non người ta tổ chức một cái chương trình tổng kết cuối năm. Thế là chạy đôn chạy đáo lên mạng truy tìm những cái nơi mà cung cấp thiết bị, không ra, vô tình tìm được một cái ông này, ông kế bên ở bên trường. Thế là ông cung cấp thiết bị làm một cái tổ chức một buổi lễ hoành tráng, sau đó nhìn thấy cô gái đẹp quá ông cô luôn, đúng không? Dạ cái đó là sau này thôi ạ. Sau này cưới thì em mới cung cấp giống như anh Thuận nói. Còn em quen vợ em là đúng trong một bài hát luôn, là trên chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây. Rồi không nhìn cái tình cảm quá đặc biệt luôn là à. Hai người biết nhau trên một chuyến xe. Dạ có nghĩa là trên chiếc xe đó mới biết nhau. Em thấy dễ thương quá em tán luôn từ đó. Rồi bây giờ kể luôn đi. Đó. Dạ thì cách đây hơn 7 năm là em mua bến xe miền Tây, mua vé về quê nội ở Cần Thơ. Đó. Thì vợ em là sát chách Cần Thơ luôn, Bình Minh, cách nhau một cây cầu Cần Thơ thôi ạ. Thì xui sao mà hai người ngồi gần nhau, chung ghế luôn. Hơn chứ. Dạ. Hơn sao á. Đó. Đó ngồi gần nhau. Thì nói chung là lúc đầu là ghét em lắm ạ. Tại vì em sao nói vậy? Nhiều quá. Em nói nhiều quá nghe, em ơi, em tên gì vậy? Là Tuyết. Cái là không có quen á chị. Tức là dạ. Tại vì em quá là hớp trước cái sắc đẹp của cổ. Thành ra em bị lầy lội mà em không biết. Dạ, tự lầy lội mà trở thành bị vô duyên. Mà dạ, không hề biết. Đúng rồi chị. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Em nói đó, cái cảm giác của em lúc đó đi. Nói nhiều mà nói dai nữa rồi. Mà nói mà bất cần coi như là nhìn thấy thái độ người ta. Hơn là sao ông này ông nói nhiều dữ. Cái rảnh đường đi đúng không? Dạ không. Kế bên luôn hả? Kế bên luôn. Kế bên luôn. Trời xui cho em. Cái là xui cho em mà không né được luôn. Hàng ghế luôn. Rồi sao nè, khó chịu đúng không? Đúng rồi, sao bằng, mà nói nhiều quá. Bằng mọi giá em phải xin được số điện thoại. Cứ là sau khi xe dừng bến là phải xin số điện thoại. Nó gần ngay cái trạm dừng chân đó. Dạ, có cái trạm dừng chân giữa đường á. Dạ xuống thì em coi ngồi chỗ nào ăn trưa đó, là em cũng mò thấy mò tiếp. Em ơi, anh có thể ăn trưa cùng em không? Anh ngồi kế tỏ, tỏ thái độ liền. Cái gì vậy cháu nội? Cái gì vậy? Có quen biết cái đâu mà ăn trưa? Cái này nhưng mà rồi sao lúc đó em có ngồi không hay là em... À ngồi chứ em lì lắm. Em không lì là không có ngày quê là gì. Có nghĩa là từ chối nhưng mà vẫn sẵn vô ngồi luôn. Dạ. Nhưng mà em dân miền Tây mình hay gọi là gì là dê đó không? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dê, nhìn ông dê lúc đó dê lắm. Nói nhiều mà còn dê nữa. Mà dê mà dê đạo lộ luôn. Trời ơi, thấy có đụng tay đụng chân nhau. Chữ miền Tây là dê đạo lộ. Dê đạo lộ đó. Tại vì ngồi kế bên nhau đó. Đúng cái rồi. Cái kiểu mà xe dằn dằn cái đụng đụng đó. Đúng dạ rồi, không, đúng em rồi. Ngủ. Em giả bộ ngủ. Chứ em không hề buồn ngủ. Dựa vô cái là thô ra. Trời ơi. Kỳ hết sức. Rồi bây giờ nè. Em ghê thiệt luôn. Vô ngồi chiều cái chiều. Cái lúc mà tính tiền thì ai trả? Em mới vừa kêu với cơm ra ăn thôi, cái ổng đứng từ xa ổng tìm coi em ngồi ở đâu. Tìm cho bằng được. Em mới vừa ăn được nửa dĩa cơm thôi là ổng lại ngồi trước mặt em liền. Xong rồi em không ăn cơm được, tại vì ổng ngồi kế bên mà ổng nói nhiều nữa, em không ăn được, ngại nữa. Ông này sao mà ổng vô duyên mà ổng nói nhiều nữa. Thôi em bỏ luôn dĩa cơm, tính tiền đi ra luôn. Em tính luôn. Em tính luôn. Rồi xong rồi sau chuyến xe đó có xin được số điện thoại không? Dạ được ạ. Lý do sao xin được? Dạ, lý do sao mà xin được? Nói thôi mà gần xuống xe thì cứ cho số đi. Có gì anh liên lạc, tại vì nhà nội anh cũng gần đây. Có gì anh qua anh mời cà phê. Mà đúng luôn, vừa xuống bến xe vừa thăm nội cái là chạy qua bên đây, qua có cái cầu Cần Thơ à. Mời đúng cà phê liền luôn. Ủa sao vậy em? Gần xuống xe là anh nói nhiều lắm. Anh nói mà sao mà xin được cái số điện thoại đó, mình thôi mình kệ. Ổng nói nhiều quá, cho đại đi. Cho đại đi, nói nhiều quá, nhức đầu quá. Thôi mình cho luôn cái số điện thoại. Em cũng không nghĩ gì đâu, về cũng không trông mong gọi điện hay nhắn tin gì cả. Mà ổng điện miết rồi, ổng nhắn tin miết luôn. Nhưng mà thật ra là trong tâm là không muốn cho đúng không? Không muốn cho, mà nói nhiều quá, dai nữa. Cho rồi. Cho rồi, đúng rồi. Vậy lý do gì mà sau đó ta rủ đi cà phê lại đi? Đó.
lúc đó là học đang còn học bên Cần Thơ á, là nghỉ trưa, giờ nghỉ trưa là phải ngồi, là lúc đó là ngồi trong quán cà phê đó, rồi nói ừ thôi hẹn ổng ra đây ngồi luôn nói chuyện. Ổng hẹn hay là em hẹn? Hẹn trước rồi, nhưng mà mình nghĩ là mình nghỉ buổi trưa, mình đi học xong buổi trưa giờ nghỉ trưa đó, rồi mình thôi kêu thôi em đang ở đây nè, thôi lại đi đó là nói chuyện. Không nhiều lần đầu tiên là hai đứa là đi ăn cơm hay là đi uống cà phê? Uống cà phê thôi ạ. Ai rủ? Em rủ. Mà rủ đi cà phê Thanh Thiên Bạch Nhật hay là đi vô cà phê nó hơi vắng? Dạ cái có này mấy loại cà phê mà, cà phê giọng nè, cà phê tròi nè. Cần Thơ nó có cái tum. Cái tum, cà phê tum. Cái tum cà phê tum. Dạ, cái tum á. Thì nó có cái màn sáo. Xuống vô trọng ai thích xả xuống thì xả. Mà kéo lên thì kéo. Nhưng mà người nào mà tình yêu, tình cảm thì ta kéo hở xuống để nhiều lúc nắm tay đồ bên ngoài không có nhìn. Dạ em mà làm rủ vô đó. Dạ em rủ. Là em đi vô cà phê tum. Cà phê tâm. Mà lần có kéo màn không? Đó. Lần đầu tiên là rủ vợ là đi cà phê tâm. Cà phê tâm. Mà em có biết cái vụ cà phê tâm, cà phê lùm, cà phê tròi không? Ý là chỉ đi điểm thôi, nhưng mà em cũng đi theo, chạy theo sau mà hai xe có đậu cái xe. Đó rồi xong rồi. Tiêu rồi. Xong rồi tiêu rồi. Dắt tự nhiên dắt mình vô trong này. Rồi. Rồi sao? Cái đầu cái thôi kệ mình cứ vô đại đi, có sao đâu, mình không làm gì nhưng thôi. Nhưng mà biết ổng về lắm rồi đó. Mà cũng vô tâm. Mà cũng vô. Mà có vô không? Gọi nghi là có thích em cái rồi có kéo màn không? Mà kiểu dối lòng thôi. Thì phải thích thì tới vô rồi. Nhưng mà có kéo màn không? Lập ổng vô ổng kéo màn hạ hạ nửa phân nửa thôi. Ấy là lịch sự thôi. Mình nắm tay nắm đồ. Sập xuống cái là em về liền luôn á. Phân nửa thôi, cũng biết khôn, kéo phân nửa thôi. Biết khôn á. Ừ rồi sao? Sao dạ thì vô làm sao? Tức là em cũng phải đi từ từ. Đó em mình phải đánh từ từ vào chứ mà vô chụp tay cái là về liền. Máu cam liền. Đó nên em cũng dò từ từ, em đi hai ngón tay từ từ vậy đó. Kêu nước đồ ra đầu cũng ngồi. Thì cũng kể là nhà quê nội rồi ở đây, quê em ở đây thì quá là tiện rồi. Anh thì cũng chưa có bạn gái rồi thì mình tìm hiểu vậy đó. Từ. Có tự tạo nên những cái bi kịch cuộc đời không? Ví dụ là anh rất là thiếu tình cảm. Ý vậy luôn vậy. Anh... Có luôn. Sao mà chị đúng tìm đen em luôn. Anh giận như chị anh đang tự bươn chải tự lập. Đó, có nghĩa là dạ. Tự số ấp mình đó. Dạ tại vì lúc đó em cũng 30 rồi. Dạ nên là em dễ nói lắm, em dễ bịa ra lắm. Để đánh động tình thương. Dạ. Mới đi nghĩa vụ về, kia đi quân trong quân đội ra này kia thiếu thốn tình cảm này đó. Đúng không? Rồi bên này có động lòng không? Nghe phải cũng động được. Rồi, yêu bằng tay mà em nói sao rồi vậy? Rồi sao? Rồi cái tay có có. Đi gì nè. Rồi giờ nắm tới đâu nè? Giờ đâu em thử em làm lại lúc coi đây. Tới đây thôi. Lúc đầu là cái em nắm vậy. Ừ. Cái nó cũng giật lại. Giật đó. Cái gì vậy? Có gì đâu, nắm tay thôi mà. Cái má la. Cái gì vậy? Nó má đâu la đây, má không có má đâu đưa đây. Cái đầu em nắm. Nắm luôn. Xong rồi lên tới đây cái giật lại liền. Giật tay nữa. Quê vậy. Có nghĩa là tới là có nghĩa là gần tới nách thôi là. Như có điện á. Dạ. Nghe là nhưng mà sao bữa đó thường về? Á biết không, có những người á là vậy nè, ngồi vậy nè xong là vậy thôi đó, mày để tay mày bị đê quá vậy nè, vậy nè đó, vậy nè đó. Em biết sao không, anh á thì xe hoài y vậy đó, xe hoài á, anh đi nghỉ vụ về xong là cuộc sống anh nó cứ cô đơn vậy mà xe phát đâu có xe từ từ nó xe lên đó chưa búp ba y vậy luôn à, đó. Y vậy luôn đó. Đó. Nhưng mà là sau đó là về là nhung nhớ đúng không? Không, em chạy mất dép luôn. Chạy luôn. Ủa sao vậy? Chạy luôn. Ủa sao vậy? Kiểu bị sợ. Sợ. Sợ ông ta về đúng không? Dạ dạ. Đó, xong mà rồi cái vì lý do nào mà em chinh phục được cô gái này? Có nghĩa là sau đó em thấy bị chạy mất dép mà. Ờ. Đầu về thì xui vô cái là vợ bị mất điện thoại nữa. Sai điện thoại khác mà có em thì xuống. Lúc đó em đi show MC cũng đi tỉnh đi đồ nhiều. Em cũng với lại cái này là bây giờ mới nói chứ mà sợ lên xấu thì giờ vợ em nó lại quýnh em nữa. Có nghĩa là đó em cũng gặp nhiều người gái em cũng hay vậy đó, em có tỏ tình vậy đó, cái kiểu mà mình si cua vậy đó, thả thì chỗ nào đó, cũng không có, mình phải cũng đặt tâm lắm, nói chung là cũng gọi là mối quan hệ. Tại 30 tuổi là rối rồi. Dạ cũng rối lắm, em sợ ế luôn á, tại bước qua cái đó nó là khó lắm luôn. Có cái mã nè mà có cái miệng nữa để cho người ta kể. Rồi sao thì cũng em cũng văng là cũng năm ba cô vậy đó. Thì về vợ em mất số điện thoại. Em thì còn, vợ em mất điện thoại là mất luôn số. Thì cũng năm ba cô thì cũng gọi là tìm hiểu mà. Em thấy không ổn này, thấy có bé ở Vĩnh Long là thấy okay, nghiêm túc, tại vì không giật lại đúng không, thì thằng khác nó cũng giật lại. Trong đầu em nghĩ vậy. Chứ bây giờ mà mình sấn luôn mà thì thằng khác nó sấn rồi, nó sấn rồi. Đó thì em mới suy nghĩ đầu điện đấy, anh Minh nè. Hỏi anh Minh nào nữa chứ. Đúng rồi. Em không quan tâm luôn. Bỏ qua mà đúng không? Bắt đầu lúc đó em chơi chiến thuật thôi, đánh nhanh rút gọn, bây giờ cũng chuẩn để bị bước qua. Quá ngon rồi, được rồi. Chuẩn bị bước qua 31 rồi. Ừ. Đó.
nói thôi giờ mình cưới nhau nha em. Chơi một cái tin nhắn động trời luôn. Trời ơi, nhưng mà em nhận được tin nhắn đó em sốc không à? Sốc rồi em điện thoại về cho mẹ nữa chứ. Em nói mẹ có người hỏi cưới con kìa. Rồi mẹ nói sao? Ai ở đâu trời, sao đột ngột vậy? Nó ở trên Bình Phước á. Nói trời ơi, có gặp mặt người ta lần nào chưa? Nói dạ rồi. Nói rồi sao? Cái nó thôi mày về đi rồi tính. Rồi lúc đó em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó mới có 23, 24 à. Con trẻ mà dạ. Đó. Về có kể cho mẹ nghe là đó thì anh dắt con vô tôm chưa, giờ lên sóng chắc biết. Không, giờ dạ, lên sóng biết nào. À, rồi khi nào thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ rồi sau tin nhắn đó là đúng 3 tháng là cưới luôn ạ. Dạ. Nhưng mà dạ, trong lúc yêu á, anh ấy có nói nhiều như trước đây không? Vẫn có lãng nhiều mạn không? Vẫn còn nói nhiều lãng mạn thì có. Nhưng mà em bắt đầu cảm thấy thích ảnh từ lúc nào? Mến mến là hết sợ rồi đó. Dạ. Là từ lúc nào? Cách nói chuyện qua điện thoại cũng nghe cũng tâm lý. Nó hỏi thăm rồi ăn sáng ăn trưa thường xuyên vậy đó. Dạ. Thấy cũng thấy cảm thấy gần gũi. Dạ. Rồi cái lúc mà anh nói là anh xin cưới em làm vợ đó. Dạ. Là trong đầu em là em có nghĩ là em sẽ làm vợ anh không? Lúc đó em cũng muốn định lập gia đình rồi. Mà vì người miền Tây mà người ta cũng mê tín dị đoan lắm. Em cũng đi coi bói đấy chứ. Em mới nói, em mới coi tuổi ảnh với coi tuổi em. Cái thờ thấy hai tuổi này cũng hợp. Thôi giờ mình yêu ổng cũng 50%. Thôi giờ 50% còn lại để tin tin vào cái tuổi tác. Dạ. Sau này mình còn vun đắp thêm. Tại em tuổi Sửu. Dạ. Vợ em tuổi Dậu. Dạ. Là nằm trong tam hạp. Dạ. Dạ. Bao lâu thì em mới hỏi cưới luôn? Dạ, có nghĩa là cái nhắn tin đó là sau 3 tháng là em qua dạm ngõ đám hỏi đám cưới luôn. Là có nghĩa là dạm ngõ với đám cưới là gần nhau đúng không? Dạ gần nhau. Ok, ngồi đứng chút xíu. Chùi răng. Em bị răng cái son á, son đi. Lên. Lên đi cưng. Lên nào. Vui quá, mình vui quá. Giọng này giọng lên lên em si tiệt cười chết luôn á. Dạ, Lê Nam á, kiểu của em dạ, giống Lê Nam á. Em có biết anh Lê Nam? Dạ biết. Ờ, đó. Em là học trò của anh Khang, cũng mới quay cái số Bà Chồng Son vừa rồi, anh Nguyễn Khang. Nguyễn Khang. Khang dancer á. Dạ. Rồi tiếp tục. Rồi, như vậy là coi như là 3 tháng. Sau 3 tháng. Sau một quý tháng. Một thôi là coi như cưới luôn đó. Dạ, đưa nàng về Vinh luôn. Mà làm đủ lễ nghĩa đủ hết. Đủ lễ luôn, ba lễ luôn. Rồi nhưng mà là chắc chắn là trong 3 tháng đó là các bạn là giữ cho nhau cho đến cái đêm. Dạ, giá đúng trị rồi. Đúng không? Dạ. Giữ tới đêm tân hôn luôn. Dạ. Ở lúc mới yêu người ta thì dắt vô tâm vô trời. Mà tới chừng người ta đồng ý rồi á, là tại sao không tới luôn mà là tại vì em nghĩ bây giờ cũng sắp cưới rồi. Để cho nó đêm tân hôn cho nó tưng bừng. Dạ. Đêm đó có tưng bừng pháo hoa không? Dạ tưng bừng luôn. Em nói là đêm đó em không ngủ luôn mà. nhưng mà vợ em có ngỡ ngàng không? Dạ. Vợ em có. Em. Cảm giác gì vui. Nữa. Vui hả? Vui hả? Cảm giác vui à. Mà ổng vui không? Ổng vô không có nói nữa không em? Đi tân hôn có nói không? Ăn nhiều thứ ngon lắm để chuẩn bị mà. Dạ. Rồi còn nói nhiều không? Hay đêm tân hôn có nói nhiều. Lúc đó chỉ có im lặng thôi. Không, hay cái là buổi tối thì không nói anh Thuận. Cái buổi tối thì không nói. Cái buổi mà tắt đèn là không nói. Là chỉ làm việc thôi. Dạ. Còn tới giờ này thì em sáng đèn là bắt đầu nói. Dạ. Đúng rồi, đúng là tới giờ phút này vợ em nó cũng mong muốn em ở nhà nói ít lại thôi. Kêu em đặt đàn bà luôn á. Phải nói nhá. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ổng nói là ổng nói vui hay là ổng nói mà mình cảm thấy bị phiền phức á, bị cạm ràm á. Nói nó có nhiều cách dạ, nói nha. Cảm thấy phiền phức, cạm ràm. Dạ. Cạm ràm vợ hả? Dạ. Thôi cái đó để bây giờ sẵn cái kể luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Xong rồi, em kể tật xấu luôn đi em. Kể con Minh dạ, xấu sao nè. Nói nhiều nè, kỹ tính, sạch sẽ. Nói chung là thí dụ như cái vấn đề sạch sẽ là sao? Ví dụ là tật xấu ta. Có từ ngày mà có con á là nhà cửa phải sạch sẽ, hút thuốc rồi phải ra ngoài sân. Còn mới là chỗ nào mà đông người mà có thuốc hút hay là khói bụi gì đó là đưa con vô nhà liền. Rồi đi rước con đi học về á là trước khi rước là phải lau nhà. Quá tốt. Đó, lau sạch mà sẽ. Mà ai đó. Lau? Ai là người? Ảnh lau. Nhiều khi về quê chơi Tết á, về quê ở Vĩnh Long á là người ta ăn nhậu đúng không? Ảnh không có đâu. Dọn dẹp lau nhà, mẹ vợ thấy mẹ vợ thương lắm. Một ngày có thể lau 3-4 lần luôn á. Tại vì có con nhỏ mà. Có con em. Thì em giải thích tại sao mà chị Vân hỏi mà tại sao mà kỹ tính mà là tật xấu. Là kỹ tính nhưng mà em nói nhiều. Nói trời ơi con không được cho coi điện thoại. Ngủ nó phải để điện thoại xa con ra nó sống rồi nó hại. Rồi bụi bặm đồ nói chung là em như con nói chung con nít đó cái phổi nó yếu. Em về nhà vợ em mà người như ông ngoại đi là ba vợ em á hút thuốc phải ra ngoài sân. Nhiều lúc ba vợ em bị bực chứ bộ. Nói nhà tao mà. Nhưng mà là cái lần đầu tiên mà em mời nhạc phụ em ra ngoài sân hút thuốc á
Là em nói sao mà để ông đi không? À, nói ba ơi, có con nhỏ, có em con của con nó phổi nó nhỏ lắm, nó bị ho. Nên là ba đã sang cấp cứu. Cũng bực lắm. Nhưng mà vì sức khỏe của cháu của cháu. Dạ, dạ. Cũng thành thói quen. Ba em cũng thành thói quen ra ngoài. Rồi sao nữa? Có ghen tuông rồi có không? Tuyệt đó là em không ghen nha. Không không, ổng 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 á, đang kể thật xấu ổng nha. Hay về về lắm, đi đi tới có chương trình nào mà có ca sĩ hay là cái cô DJ nào mà đẹp đẹp là em chụp hình em, mà trong khi có vợ mình đi theo nữa. Mình em cũng bình thường không sao hết. Kêu em là phải chụp hình cho ảnh với lại mấy cô đó nữa đó. Đó. Thì đồng nghiệp bình thường mà chị. Dạ. Nhưng mà ổng thì ổng có ghen với em không? Ghen dữ dằn lắm. Dữ dằn. Ủa nhưng mà em đi dạy thôi mà. Dạ. Em chỉ gặp phụ huynh thôi. Không lẽ ghen với học sinh mà mầm non. Thì bởi vì em mới nói đó. Em ghen với phụ huynh của học sinh. Đó. Nghĩ sao mà thời buổi bây giờ mà đi rước con thì mẹ đi rước đi. Bố đi rước không à? Ê, đụng chạm nghe. Đụng chạm nặng luôn đó. Đó. Tôi là cởi cái sơ mi này ra là về là đi rước con tôi không đó. Đó. Mấy ông bố kỳ thiệt, để mẹ đi rước đi. Bố đi rước không à? Không rước ở đầu đứng mình nói ủa tại em con em cũng học chung trường đó luôn. Con em mấy mấy tháng rồi? Con dạ, em ba ba tuổi. Ba tuổi. Dạ. Cứ vô kiểu là đứng đồ nói chuyện con, với cô hả? Nói cứ nói như là phụ huynh á. Trao đổi với dạ, cô. Dạ trao đổi rồi con nó sao sao á. Thì em ghen. Em ghen. Vô gì tiếp em đó ghen sao? Em ghen ghen có cái biểu hiện mặt mũi mình sao? Cái thái độ là trừ mắt em thôi. Dạ. Rồi về là em im luôn. Có tại vì vợ em mà nó biết em giận dễ lắm. Tại vì em không giận là em nói. Đúng. Mà em im. Giận là im. Là em im là nó. Ủa gì vậy? Sao vậy? Sao vậy? Tại vì em im là em giận. Mắt giống như đang phụ huynh mà đang nói chuyện là đứng từ ngoài xa, đứng sau lưng ông phụ huynh. Đứng phía sau lưng ông phụ huynh nha. Nhìn vợ. Đúng rồi, một cái một. Đúng rồi, đã đúng. Vậy hả? À. Mà không biết cái con nhiều vậy nó ít thôi chứ. Còn về quê em nhiều khi em xách xem đi chợ cũng không cho đi. Đi chợ mua đồ ăn cũng không cho. Tại đi. Sợ mấy ông bán heo á. Giống như là thả hổ về gừng vậy đó. Sợ đi lung tung. Ghen dữ vậy ông? Em không biết luôn mà mặc dù là mình xong rồi mà nói ủa có gì đâu ghen ta. Ừ. Nhưng mà ví dụ bây giờ luôn nè, tí nó ra ngoài ví dụ mấy anh quay phim mà đứng gần vợ em cái là em lên liền luôn á. Em đó. Ghen nữa. Đó. Kỳ em là cái máu. Không là cái máu hay sao á, mặc dù là em đi với mấy dancer DJ rồi nhiều lúc ca sĩ rồi thì cũng gặp kè chụp hình thì cũng bình thường. Mà vợ em nó cũng nghĩ bình thường nhưng mà em thì lại ghen. Em không hiểu cái đó là ăn vô máu à. Thôi gì đi em máu là ghen bệnh rồi, cái đó ghen bị bệnh á. Thôi kể từ giờ chắc nói chuyện không dám nhìn mặt vợ. Đúng em rồi, nhìn mặt vợ em mất công nó nhìn mình bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Nhìn mặt Minh đi hoặc là nhìn chị nè đó. em ơi em mà không biết sao không biết cái này có thuốc chữa không nè. Cái có thuốc gì không chứ mà em ghen quá nhiều lúc em cũng bị mệt chứ chị. Ghen bị cái máu rồi đúng không? Dạ bị mệt. Nhưng mà đó giờ em có bắt gặp cái trận nào không mà dạ không. Thì vợ em đâu có gì đâu, nhưng mà ý là ghen vu vơ phong long là ghen tưởng tượng em, thì ghen trong tâm trí á. Thì bữa đó là em nhớ em đi show về 12 giờ đêm rồi, về nhà cũng mệt, về thì không thấy vợ đâu hết. Alo, đang đâu vậy? Gằn giọng quýnh liền, quýnh quán liền. Em đang đi làm đẹp spa mà cái bà chủ đó bà điện ngược cho em, chị xin lỗi em, dạ vậy chị làm trễ quá, mấy cái công đoạn này trễ quá là quýnh quán hết trơn. Nói là không giữ vợ, từ lúc cưới tới giờ là chưa có đi qua khỏi 10 giờ. Bữa đó làm tới 12 giờ đêm. Trời sợ quá rồi. Quạo quọ đúng không? Quạo quọ. Ông đi về ông thấy em đâu sợ xe cổ, đứng xe cổ thứ hai không biết đi không, chơi. Không, trong đầu nghĩ, trong đầu nhảy số vậy, tưởng đi với thằng nào. Đó, không thiệt. Cái đó là thật sự luôn. Em điện là đang đâu? Dữ dằn lắm. Trời đầu là đầu nhắn tin liền em đang spa rồi kiểu làm chạy một phát một luôn. Chưa thay đổi là chết. Đứng chạy bên ngoài. Spa. Coi thấy coi tin. Có cái xe đó không? Em nhắn tin liền đó. Anh ơi đừng có vô nghe, đừng có la um sùm nha, em xin lỗi liên tục luôn. Mà này cũng sợ ổng. Sợ cái miệng. Nào giờ đâu có đi qua đêm vậy đâu, đi tới khuya vậy đâu. Chứ lại sợ bị la nữa. Ê, mình anh nói thiệt, đó giờ là em có chửi lộn với tao mình. Chửi bên bên ngoài hay chửi với bên. Chửi lộn mới gây lộn với phụ nữ. Không bao giờ con trai đùa. À, em nghĩ là cũng không gây lộn nhưng mà cứ như trong công việc mà có gì đó thì cũng có tranh luận cũng quyết liệt. Biết sao nổi gì không? Cái giọng của em nó nói chung là nó chèn bẹt à, nó hay lắm. Em gây lộn với ai không ai gây lợi em đâu. Đó chứ anh nói thật còn nói như vậy mà. Chết em luôn. Rồi giờ còn tật xấu gì nữa không? Hả? Còn tật xấu gì nữa không? Cô giáo? Dạ không. Có không nhiều còn thôi. Gì nữa đâu. Dạ. Hết rồi phải không? Dạ dạ. Ghen thôi, ghen bệnh. Dạ dạ đúng rồi. Ghen bệnh là quá sạch sẽ. Dạ. Lèm bèm. Dạ, đúng rồi. Rồi còn bà có tật xấu gì không cưng? Tật xấu là cái này không biết là tật xấu hay là bệnh luôn nha. Đó bây giờ mà em phải khui chứ. Nghĩa là lợi của mình mà em tại sao em lèm bèm nè, có nghĩa là em nói cái đó rồi
một lần, hai lần, ba lần, 10 lần luôn, không thay đổi. Mà cái việc nhỏ đó, ví dụ như cho con coi điện thoại ít thôi, thằng con em bây giờ nó xài điện thoại gì đâu mà mới, nó xài từ năm 1 tuổi mấy đó, giờ 3 tuổi lại xài, nó tự lướt tự coi TikTok rành. Dạ đó, thì tại vì em có đọc tin tức thì em nói là xài thì con nít xài điện thoại nhiều thì nó sẽ không có tốt. Nhưng mà cứ để đi làm về là thấy mẹ không ấy còn mày. Đó, rồi những cái nhỏ nhặt ví dụ như là lau nhà đồ cho nó sạch sẽ đồ để cho con cái có sức khỏe thì vậy đó. Đó là mặc dù là em nhắc 1, 2, 3 lần mà vẫn không nhớ. Không biết là này có bị mất trí nhớ là sao, hay là cố tình chống đối. Đó. Có nghĩa không phải im lặng là đồng ý, mà im lặng mày tao không làm mày làm gì tao. Đó, em vậy mới thắc mắc như vậy thôi. Im lặng trong sự chống đối. Dạ. Thì rồi. Có như vậy là không có chú tâm vô những cái lời mà chồng nói đó, chồng đúng không? Cho nên là chồng nổi điên chồng lèm bèm tiếp. Dạ. Luôn. Có khi nào mà em nói mà nó không đúng thời điểm không? Cho nên bà mới bực. Dạ, có những lúc thì cũng không đúng thời điểm, ví dụ như vợ đi làm về mệt. Ví dụ vậy, nhưng mà cũng có những lúc là đang thông thả, cũng đang bấm điện thoại. Thì nói thì cũng vậy thôi chứ không có sửa. Có nghĩa là hiện giờ chồng vợ của em đang bị bệnh ghiền điện thoại đúng không? Bị ghiền dạ, điện thoại. Dạ, bị ghiền điện thoại. Vậy là bấm điện thoại suốt. Dạ. Thì nói chung là cái này là cũng có một phần là ngoài làm giáo viên thì bán online rồi đó. Thì cũng có, nhưng mà em nói hạn chế thôi, bán cho vui thôi cũng được. Tại vì kinh tế thì cũng không phải là mình phải để làm những việc đó. Em còn cấm luôn mà. Em nói vợ em cũng thích là vui rồi vậy đó. Mấy phụ huynh đồ tăng may đặt hàng rồi đó. Cứ cầm điện thoại miết. Tại muốn thôi để lo cho con. Dạ. Rồi còn gì nữa nè. Hai chồng hôm nay ba mấy rồi đúng không? 30... Em 37. 37 rồi. Dạ. Rồi có định thêm đứa nữa không? Dạ cái này mấy cái này thì vợ em mấy bữa nay luôn, trong khoảng tháng nay á, tối đi ngủ rồi tắt đèn hết rồi, anh ơi cho em nhát, cho em nhát nữa. Cái gì bây giờ Mẫn nó mới có ba, chưa được 3 tuổi, gần 3 tuổi thôi, coi như là với lại là vợ em là đẻ mổ thì phải sau ba năm thì nó mới có sức khỏe, với lại là mình phải cho con mình nó lớn tí xíu nữa nó mới ổn định. Đó là giờ em đang muốn có đứa nữa hả? Tại vì tuổi cũng phải hợp tuổi luôn, tại năm nay năm Sửu. Đó, cứ năn nỉ hoài luôn. Mà em sao? Em không nói thôi ngủ đi em. Tại sao vậy? Thì nãy em phân tích là em chưa muốn có thêm đứa nữa. Không, thì cái chuyện có con là một chuyện, còn cái chuyện mà nhà nhắc này nhắc nọ lại là một chuyện khác. Dạ, nhiều lúc sợ lỡ cái nó không kế hoạch được, cái nó dính luôn là khổ. Trời, rồi em bắt vợ em coi như là dạ. Ở không nhịn đói vậy đó hả? Nhịn đói luôn. Trời, nó nghĩa trong 3 năm nay. Dạ không, có nghĩa là cũng như mà kế hoạch á. À. Dạ. Chứ tưởng đâu cho nhịn đói 3 năm là mà em chưa thấy ai mà phụ nữ mà mặc dày vậy. Em nói thiệt luôn. Gì đâu mà anh ơi, đứa nữa đi anh. Đứa nữa đi anh. Ta thèm luôn á. Ta thèm có con mà. Dạ. Đúng không? Mà phải mới mổ cái đây mới 3 năm thôi, có phải ít nhất phải 5 năm. Không, phải 2 năm là có thể có con được rồi. Dạ. Nghe. Dạ. Nghe, 2 năm là có con được rồi. Rồi. Vậy xong cái thì... này anh cho em đứa nha. Anh thử nói 2 năm là anh yên tâm rồi. Phải cảm ơn anh nhỏ. Dạ. Nhưng mà bây giờ phải làm liền đi. Dạ. Chứ không là nó qua tới năm sau đó. Ý, giờ là qua năm sau rồi. Là năm Sửu, đó là năm nay mà. Năm Sửu. Năm nay. Nhưng mà bây giờ mà có là năm sau mới đẻ. Không, nếu bây giờ có liền là nguyên con luôn. Ừ. Bây giờ là mới tháng Giêng. Em sao vậy? Bây giờ mới tháng Giêng à. Đúng rồi. Nguyên con trâu luôn. Đêm nay tranh thủ luôn em ơi. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nè? Dạ, mong muốn là em là sau này anh nói cái gì á là chú tâm dùng cái note lại, ghi lại và sửa. Một lần hai lần là phải sửa. Để cho mà anh nói thì anh chỉ là nói những cái đúng thôi, chủ yếu là cho con đồ nó phát triển. Đó, là phải nghe, ví dụ đồ đạc trong nhà để cái gì là phải nhớ mình để ở đâu. Để xong hỏi em ơi cái đó đâu không có hay nhớ quên. Luôn đó là hay quên đó. Dạ. Cái tật hay quên nữa. Dạ, đó. Dạ. Cũng là một tật xấu á. Dạ. 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 À, mong muốn là em là phải chú tâm những cái đó, xong chương trình này về coi đi coi lại và nhớ những lời anh nói. Dạ. Rồi nha em yêu. Rồi tới em yêu đó là mong muốn ảnh đó là ăn uống điều độ vô, hay bỏ bữa, ví dụ nhận sự kiện nhận chủ gì tới nơi là lo làm không lo ăn. Người hay uống những lon nước ngọt rồi đó, hay uống không mà uống cà phê lại uống nước ngọt là thay bữa cơm sáng. Ồ, là dạ, thay cơm bằng sáng. Nước đó nguy hiểm nha. Dạ. Bỏ bữa với lại nóng tánh, nói nhiều thôi à. Có nghĩa là bỏ ba cái đó. Dạ.
bớt nói nhiều hay là bỏ luôn? Em muốn anh bớt nói nhiều thì em phải chú tâm những gì anh nói, là bảo đảm luôn anh không nói nhiều nữa. Ừ. Đừng có nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Là không nói nhiều. Bị bệnh. Không có được rồi, phải đi kiếm một cái thuốc nào đó đừng mà thay đổi cái suy nghĩ của em. Ừ. Thực sự em thấy em ghen em mệt không? Mệt quá, mệt mệt lắm luôn chứ thôi nè, ghen mà... cái đầu nó quay. Ừ. Nó không làm ăn được luôn á. Mà chị nói dạ. thêm nữa nè, tự nhiên mình ghen á, tự nhiên level mình bị thấp. Dạ. Ừ. Thiệt luôn, tự tại nhiên mình thấy tự nhiên sao vậy trời, sao mình cứ dưới kèo hoài vậy, mà chị phải ghen. Tại vì vợ em nhỏ em tới 8 tuổi lận đó, nên là sợ hả? Sợ. Không hề, chị nói em á, bây giờ hả, những cái chuyện mà chứ là hơn một giáp hơn hai giáp là chuyện rất là bình thường. Mà xu thế là mấy cái cô gái á, mà có chồng lớn hơn tuổi á, là nếu mà biết đúng đường á, là mê chết luôn, mê chồng á. Dạ. Mê, mà không những là mê mà còn thần tượng chồng mình nữa. Ừ. Em hiểu không, chứ mắc mới vậy em phải ghen. Trời ơi, em kèo trên mà sao phải ghen trời. Ừ. Dạ cha, xong chương trình này phải về nhớ lại những gì nhớ chị hôm là ngày em tin biệt. Chị đi chị. Dạ. Nói chị nói nghiêm túc, tại vì tự nhiên ghen á, tự nhiên thấy người mình nó bị hạ xuống. Dạ. Ví dụ như ghen, ví dụ đi, chị nói ví dụ ghen ai mà không có. Dạ. Yêu là phải ghen. Dạ. Nhưng mà mình phải biết giấu tất cả những đó, mình trong showbiz mà. Dạ. Mình phải giấu lại chứ, để dạ. mà cái tư thế mình nó khác chứ. Đúng. Dạ. Rồi trời ơi, chứ tự nhiên xong tự này nhiên... về em lật kèo lại. Lật kèo lại chứ không chị nữa. Lật kèo lại. Đi đi em. Chà. Thoải mái đi. Cho một đứa nhỏ. Cho một thằng con trai con gái rồi. Trai rồi. Trai rồi. Một thêm đứa con gái nằm sủ cho tôi. Trời. Dạ. Ơi, hiểu không? Là nhốt chân ở nhà luôn. Dạ. Dạ. Hết chuyện bây giờ. Mong muốn vợ mình đừng nói chuyện với phụ huynh nam nữa. Trời ơi, giờ mà công trường người ta mất xã hội đó. Thì dạ. Thì phụ huynh nữ đi đứa con rồi. Thôi, sao được, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Nhà ông nội này nè, có bao giờ mà xả đi đứa con đâu. Dạ. Ông nội này ông đi tôi không? Đi vậy đứa. Là tôi anh... là tôi rảnh là tôi đi đứa con. À, nhưng mà chị bật mí cho em một điều nghe. Những cái ông mà đàn ông mà đi rước con thường là những người rất thương vợ và rất thương con. Ừ. À em để ý giùm chị cái đó nghe. Dạ. Chi tiết đó. Cho nên em yên tâm là người ta không có bị gọi là say nắng một dạ. người nào khác đâu. Bởi vì phải thực sự thương vợ thương con người ta mới nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Dạ. Đó, là, đó. Đây. Điển hình là anh Quốc Thuận. Ừ. Đúng. Dạ. Chính xác luôn. Tôi khẳng định luôn, tôi chưa bao giờ tôi ghen với vợ tôi một gì cả. Dạ. Sống rất là vui vẻ nghe. Rồi sống an nhàn lắm, thảnh thơi nữa nha. Vậy cũng nhờ chương trình Vợ Chồng Son về cũng em sẽ thay đổi tư duy. Thay đổi nha, nhớ và nha. Chúc cho hai em dạ. luôn vui vẻ nha. Dạ. Và cuối năm nay có một con trâu vàng xuất hiện. Bởi vì hôm nay là quà sinh nhật. Trâu... Và trâu nữ. Dạ. Trâu vàng. Và trâu hôm nữ. Nay cái ngày cũng đặc biệt luôn, là ngày quay hôm nay là ngày sinh nhật của vợ em luôn. Hành động Happy đi. Happy birthday. Vậy là tối nay luôn nha. Dạ. Nào, tối nay đó, tặng một con người. Dạ. Nhớ nghe. Hành động nghe. Đi em. Hành em okay. Có cái gì đặc biệt để mà bày tỏ với vợ không? Dạ em thì xưa giờ em hay làm bất ngờ không à. Nghĩa là sinh nhật 28 tháng 3, 14 tháng 2 là từ lúc cưới đến giờ luôn, là em nhiều lúc đang dạy trong trường á, buổi trưa luôn. Em. Gì vậy đang như vậy? Đầu ra tặng quà. À. Bây giờ hôm nay. Thì ngày hôm nay em cũng rồi, đứng lên đi. Có luôn. Wow, trời ơi. Nặng ký luôn á. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Chúc mừng sinh nhật em. Trời ơi, gánh tị quá. Nhẫn đẹp quá à Bin. Đẹp quá. Ơi, chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Rồi. Tới này nha. Dạ, tới này à. Tròn nghe nha. Dạ. Rồi, happy birthday em nha. Rồi, cảm ơn hai em. Sau đây là đi kiếm Yến ăn vô lấy dưỡng sức, cái tối nay là dễ sợ lắm á. Rồi, chút nữa chúng ta gặp lại nhau. Dạ.